Thưa quý vị và các bạn, những người lính Cụ Hồ đã hy sinh không tiếc thân mình để bảo vệ Tổ quốc trong kháng chiến. Nay trở lại thời bình, mặc dù mang trong mình nhiều thương tích chiến tranh, nhưng họ vẫn không ngừng khắc ghi công ơn của đồng đội cũng như cống hiến cho quê hương. Những đóng góp của họ góp phần quan trọng hàn gắn những vết thương chiến tranh, an ủi, động viên những gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ. Chúng ta hãy đến với tấm gương thương binh Lê Thành Đô, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Lạt, là một trong những điển hình vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tôn vinh vì đã có nhiều đóng góp trong phong trào đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Là thương binh với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% và bị nhiễm chất độc hóa học trong thời gian tham gia chiến đấu, ông Lê Thành Đô, ngụ tại phường 3 thành phố Đà Lạt, vẫn xem mình là người may mắn hơn rất nhiều đồng đội đã ngã xuống hy sinh, không bao giờ trở lại. Thậm chí là hài cốt của họ đang thất lạc nơi nào chưa được tìm thấy. Xuất phát từ ý nghĩ đó và lòng đau đớn đưa đồng đội về đoàn tụ gia đình, ông đã nhiều năm tích cực phối hợp với đồng đội cũ và các ban ngành địa phương để lên đường đi tìm hài cốt các liệt sĩ. Với tâm huyết nhiều năm của ông, nhiều liệt sĩ đã được tìm thấy, trở về quê hương trong sự vui mừng, hạnh phúc của người thân. Mình cũng biết số anh em trước ở đây cùng hoạt động cùng đơn vị với mình. Do đó mà các đồng chí hy sinh thì không có điều kiện chôn cất, hoặc có chôn cất nhưng bị thất lạc. Mình nghĩ là mình cũng còn sức khỏe cho nên là vận động mấy anh em biết, hiểu biết, rồi cùng với mấy anh em đi tìm nhiều lần, nhiều đợt. Phải chứ không phải là đi một hai ngày là nó xong. Cho nên do đó với cái tinh thần đồng đội với gia đình thì còn lại năm xương, với lại khi mà họ phát hiện được cái bia mộ các đồng chí liệt sĩ thì họ lại vui biết mấy. Cho nên từ chỗ đó mình không có ngại cái gian khó hoặc là khó khăn gì hết. Em thấy việc làm của bác Thành Đô là một việc làm vô cùng ý nghĩa, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đem lại cho đoàn viên thanh niên chúng em một gương học tập và làm theo rất là sáng về những cái ý nghĩa như uống nước nhớ nguồn. Thì hàng năm đoàn viên thanh niên bọn em đều có những hoạt động ra quân trồng cây nhớ bác và uống nước nhớ nguồn, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm những mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc các phần mộ và những việc làm hết sức thiết thực để noi theo gương của bác và những thế hệ cha anh đi trước. Dù đã ở cái tuổi bát tuần, ông Lê Thành Đô vẫn nỗ lực cống hiến, góp phần chút sức lực của mình vì đồng đội. Bên cạnh tìm kiếm mộ liệt sĩ, thì trên cương vị Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Lạt, ông đã làm tốt công tác vận động để có được nguồn quỹ, nhiều phần quà và đến từng nhà thăm hỏi động viên nhằm xoa dịu bớt những nỗi đau của những gia đình, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn. Mỗi lời động viên thăm hỏi, những món quà tuy nhỏ nhưng là động lực để những nạn nhân chất độc da cam vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Lễ Tết hoặc là ngày chất độc da cam thì nói chung là các ban ngành từ tỉnh cho đến thành phố, cho đến các phường, là phường, xã là rất là quan tâm tới cháu. Có nghĩa là những cái ngày gì mà nó thuộc vào những cái chế độ là họ ấy rất là quan tâm. Họ đến họ thăm hỏi, rồi họ phát quà cho cháu. Đối với trường hợp của chú Lê Thành Đô là một chiến sĩ, và sau khi là hoạt động cách mạng về xong thì chú vừa tham gia công tác tại địa phương và vừa cũng tham gia công tác tại thành phố. Như hiện giờ là chú đang là chủ tịch hội nạn nhân chất độc màu da cam, và ngoài chú làm ở thành phố ra làm hỗ trợ cho công tác tại địa phương tại khu dân cư. Và đây là một nhân vật cũng như là một đồng chí mà là gương để cho các đoàn viên thanh niên học hỏi, học tập. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng của nó vẫn còn để lại những vết thương cả về thể chất lẫn tinh thần cho những người ở lại. Hơn ai hết, những chiến sĩ cách mạng, những thương binh, bệnh binh như ông Lê Thành Đô hiểu rõ những sự mất mát và đớn đau ấy. Tất cả đã trở thành động lực để những cựu chiến binh không ngừng nỗ lực, góp công sức, cống hiến cùng xã hội, hàn gắn những vết thương chiến tranh. Họ mãi là tấm gương sáng, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các thế hệ hôm nay và mai sau, với một tinh thần kiên cường, sống, chiến đấu, hy sinh vì quê hương đất nước, vì lý tưởng cách mạng cao đẹp, dù trong thời chiến hay trong thời bình.